Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một hình ngôi sao 5 cánh như thế này. Và ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục hết những tình trạng mà các bạn làm ngôi sao thành những bông hoa và nó không được cân đối nhé. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn. Ở đây là lá cờ mình làm với kích thước là 6cm và nhân 4 nhé. Và giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ngôi sao. Mình làm ở len Miu Cotton 125g. Đầu tiên các bạn sẽ lấy cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 5 mũi đơn. Các bạn lưu ý cho mình nhé, làm ngôi sao này các bạn sẽ làm hoàn toàn bằng mũi X hết ạ. Chúng ta sẽ không làm mũi V nhé. Các bạn đi cho mình 5 mũi kép đơn vào trong cái vòng tròn ma thuật này. Mình lưu ý lại các bạn đó là chúng mình sẽ thực hiện hết hoàn toàn mũi X, không đi mũi V nha các bạn nhé. Nếu mà mũi V thì cái ngôi sao của mình sẽ to. Và nếu mà đối với kích thước lá cờ khoảng 6cm x 4cm thì cái ngôi sao nó sẽ to hơn cái lá cờ thì nó sẽ không cân đối. Được chưa? Rồi chúng ta kéo lại và chúng ta sẽ đâm chân kim vào mũi đầu tiên, thực hiện cho mình một mũi đơn. Đó. Các bạn thường sẽ là làm một mũi trượt đúng không ạ? Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một mũi đơn ạ. Rồi tiếp đó các bạn hãy lên tiếp cho mình 3 bính nhé các bạn nhé. Tiếp theo, các bạn lên cho mình 3 bính nhé. 1 2 3 bính. Được chưa? Rồi giờ quay đây, sang chân quay thứ hai chân chúng ta thực hiện cho mình một mũi đơn nha. Các bạn thường là sẽ làm một mũi trượt đi ạ, xong rồi mũi đơn đúng không? Ở đây mình sẽ làm hoàn toàn mũi đơn hết ạ và đi mũi chữ X. Và chân tiếp theo, chân thứ hai chúng ta cũng thực hiện cho mình một mũi đơn. Rồi chúng ta thực hiện một mũi đơn nha. Rồi chúng ta sẽ lại đâm chân kim vào chân thứ hai, cái chân thứ nhất đấy rồi các bạn bỏ qua nhá. Đâm chân kim vào chân thứ hai, chúng ta có vòng tròn ma thuật gồm 5 mũi thì mỗi một mũi tương ứng với một cánh sao. Và chúng ta sẽ đâm sang chân kim thứ hai và chúng ta sẽ thực hiện cho mình một mũi đơn. Các bạn lưu ý cho mình là một mũi đơn nhá, không phải là một mũi trượt đâu ạ. Các bạn hay làm một mũi trượt thì nó sẽ ra hình ngôi sao nó giống như là một cánh hoa. Đó. Rồi một mũi đơn. Tiếp tục các bạn sẽ làm tương tự giống như cánh đầu tiên, các bạn thực hiện cho mình 3 mũi bính, lên 3 mũi bính. Chúng ta sẽ làm tương tự giống và cũng lại quay lại chân kim thứ hai. Đâm kim vào chân thứ hai rồi thực hiện cho mình một mũi đơn. X hết cho mình nhá. Không đi mũi chữ V. Vòng qua. Rồi chân tiếp theo cũng lại một mũi đơn tiếp ạ. Chào cháu tí. Và chúng ta lại đâm chân sang kế tiếp ạ. Rồi đây là đến phần cuối thì nhá. Phần cuối thì các bạn cũng thực hiện đâm chân kim vào cái chân đầu tiên đi ạ. Thực hiện một mũi đơn cho mình ạ. Sau đó các bạn để khoảng 3cm dây và cắt, kéo qua. Và chúng ta sẽ cho dây thừa vào cái chân chúng ta vừa làm cái chân mũi đơn đi ạ. Rồi. Vậy là mình đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn làm hình ngôi sao 5 cánh. Tuy chưa là bản hoàn hảo nhất nhưng mà mình hy vọng là các bạn có thể thực hiện được cái hình ngôi sao 5 cánh cũng tương đối như thế này ạ. Và ngôi sao 5 cánh này phù hợp với kích thước 6cm x 4cm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hướng dẫn của mình. Và mình sẽ hướng dẫn video lá cờ trong phần tiếp theo. Cảm ơn.